Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của chuyên mục An ninh Đà Nẵng. Chuyên mục tuần này sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Hơn 300.000 lượt du khách đến với Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, nhưng trật tự an toàn giao thông vẫn đảm bảo thông suốt an toàn. Bạo lực học đường, xâm hại tình dục xảy ra với trẻ em, một phần do các em thiếu kiến thức về kỹ năng sống. Tại Đà Nẵng, một lớp học miễn phí đã được mở ra dành cho các em. Xe du lịch đậu đổ kéo theo nguy cơ ùn tắc giao thông ở Đà Nẵng. Ống kính phóng viên phản ánh vấn đề này. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo về công tác thi đua khen thưởng và tổ chức đánh giá kết quả tình hình công tác thi đua khen thưởng trong năm qua. Công an thành phố đã phát động thi đua trong toàn lực lượng với khẩu hiệu đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả. Phòng công tác đảng, công tác chính trị đã tham mưu tổ chức phát động 4 đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu liên tục báo cáo các gương người tốt việc tốt. Các đơn vị phải quan tâm, coi trọng công tác thi đua khen thưởng, làm tốt công tác phát động, đăng ký thi đua, chấp hành nghiêm túc quy trình khen thưởng. Cũng trong tuần qua, các địa phương trên địa bàn quận Hải Châu đã đồng loạt tổ chức nhiều buổi tuyên truyền nhằm thông tin đến bà con nhân dân mọi thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen. Theo đó, những hệ lụy của việc cho vay nóng với lãi suất cao đã đưa nhiều người dân lâm vào tình cảnh túng quẫn, thậm chí là phạm pháp hình sự chỉ để trả nợ, gây nên sự bất ổn trong xã hội. Tại những buổi tuyên truyền, người dân được hỏi và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến hoạt động tín dụng đen, từ đó có biện pháp chủ động phòng ngừa cho bản thân và gia đình. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương thu hút rất đông du khách vào dịp lễ, kéo theo đó lượng phương tiện gia tăng, khiến nguy cơ ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông cũng tăng cao. Tuy nhiên, với sự vào cuộc kịp thời và hiệu quả của các lực lượng chức năng, tình hình giao thông ở Đà Nẵng trong những ngày nghỉ lễ vẫn đảm bảo thông suốt và an toàn. Đây là những hình ảnh dễ dàng bắt gặp tại các nút giao thông tập trung đông lượng phương tiện trong những ngày nghỉ lễ. Sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời điều phối lượng phương tiện, không để tình trạng ùn ứ kéo dài diễn ra. Mặc dù thời tiết nắng nóng, lực lượng giao thông toàn thành phố vẫn căng mình làm nhiệm vụ. Sự xuất hiện của các anh gây ấn tượng với những du khách khi đến với thành phố biển. Mọi người thấy chấp hành, đèn xanh đèn đỏ thì dừng thoải mái, nhưng đi quận bộ qua đây thì thấy yên tâm, sang đường ấy. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từ ngày 27 tháng 4 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản 419 trường hợp vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ quan như không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông đều bị xử lý nghiêm. Có những cái đèn đỏ mình được phép vô phải. Cho nên đèn đỏ ở đây em tưởng như vậy nên em vô phải. Sau khi bị phạt và được các anh công an giải thích thì em sẽ rút kinh nghiệm để biển báo về tín hiệu đèn giao thông. Cái tình hình ùn ứ giao thông diễn ra trong các ngày lễ là hầu như là không có xảy ra. Đơn vị tổ chức lực lượng ứng trực và xử lý tình huống nhanh, đảm bảo là cái lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trong ngày lễ tương đối là ổn định. Trong 5 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn thành phố đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Nhìn chung, tình hình giao thông trên địa bàn cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, để hạn chế tối đa những tai nạn giao thông xảy ra, thì ý thức chấp hành luật của người dân đóng vai trò tiên quyết. Đừng chủ quan rồi gánh phải những hậu quả đau lòng. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn trang bị những kiến thức về kỹ năng sống giúp các em học sinh đối phó với những tình huống thực tế xảy ra trong cuộc sống, một cô giáo ở thành phố Đà Nẵng đã mở lớp học miễn phí dạy kỹ năng sống cho các em. Lớp học này đã duy trì gần 2 năm nay. Cô cũng đã khẳng định với các bạn rằng là bạo lực có thể xảy ra đối với bất cứ ai. Vì vậy cho nên việc học về bạo lực học đường là một trong những cái bài học rất là cần thiết cho các bạn. Một buổi học về kỹ năng phòng ngừa bạo lực học đường của cô giáo Phạm Thị Thùy Loan tại trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ vào ngày cuối tuần. Rất nhiều những thông tin bổ ích được cô giáo truyền đạt thông qua những hình ảnh minh họa sinh động
và những câu chuyện trong thực tế. Đại diện lực lượng công an phường cũng đã được mời đến để trao đổi, giúp các em hiểu được bạo lực học đường vi phạm pháp luật như thế nào. Thì sau buổi học hôm nay về bạo lực học đường thì con đã trang bị về một kiến thức, nếu như mà con có bị xâm hại, con có bị bạo lực học đường ở đâu đó thì con vẫn có thể xử lý được, có thể xử lý tình huống để không bị không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là việc học của mình. Lực lượng công an phường đánh giá rất cao về cái lớp học của cô Loan, bởi vì lực lượng công an phường thì cũng có ý định là làm một cái quy chế phối hợp giữa công an và nhà trường. Là hiệu phó trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, với hơn 13 năm giảng dạy, gắn bó, nắm bắt tâm lý học trò, cô giáo Phạm Thị Thùy Loan đã ấp ủ từ lâu về việc mở lớp dạy miễn phí về kỹ năng sống cho các em. Ý tưởng đó đã được triển khai từ hè năm 2017, một tháng một buổi học. Đến tháng 6 năm 2018, lớp học được tăng lên một tháng bốn buổi vào ngày Chủ nhật. Điều đặc biệt là lớp học không chỉ giới hạn học sinh trường Nguyễn Huệ mà chào đón tất cả các em có nhu cầu, có học sinh cả cấp 1 và cấp 2. Hiện tại có khoảng hơn 10 trường, học sinh của hơn 10 trường trên địa bàn thành phố đang ngồi trong lớp học của mình. Thì thực ra số lượng của các em là ít, ví dụ như có trường thì chỉ có một em, có trường có hai em. Nhưng mà mình nghĩ rằng là những cái em đấy sẽ trở thành một kênh thông tin để mà truyền thông những cái nội dung mà mình đã giới thiệu cho các em. Mấy cháu học có nhiều cái kỹ năng rất là tốt nha. Thứ hai là về lễ phép của cha mẹ, thứ hai có nhiều cái nó ví dụ nó xử lý tình huống, ví dụ bạn bè này kia nó có thể nói được. Diễn ra vào ngày cuối tuần, cô giáo tự nguyện bỏ công sức và thời gian. Các em học sinh thì đến lớp với sự hứng thú vì những kiến thức bổ ích được trang bị. Cần nhiều hơn nữa những lớp học thiết thực như thế này. Liên tục chương trình là những thông tin an ninh trật tự đáng chú ý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tuần qua. Rạng sáng ngày 29 tháng 4, tại nút giao thông Hoàng Kế Viêm, Võ Nguyên Giáp, lực lượng 911 Công an thành phố kiểm tra xe máy do Nguyễn Quang Sĩ, 20 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình điều khiển, phát hiện trong cốp xe có hai gói cỏ Mỹ, mua để sử dụng trong những lần ăn chơi với nhóm bạn. Trước đó, tổ tuần lưu của lực lượng 911 Công an thành phố cũng đã phát hiện đối tượng Huỳnh Tấn Lộc, 36 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi, trong người giấu hai con dao bấm. Lộc khai vừa mua hai con dao trên ở một cửa hàng trên đường Trưng Nữ Vương, đem về nhằm mục đích phòng thân. Liên quan đến vụ việc Nguyễn Thị Bích Thuận, tổng giám đốc công ty Quảng Đà bán đất ảo lừa nhiều người, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Hồ Cẩm Uyên, 30 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, cũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Uyên là người giúp sức tích cực cho bà Thuận, nhận tiền giữ chỗ mua đất của các hộ dân. Khám xét nơi ở của Uyên, đơn vị phát hiện nhiều tài sản có giá trị lớn như đồng hồ, trang sức. Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã kịp thời thu giữ toàn bộ tài sản của các bị can với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng và tiếp tục mở rộng điều tra, truy thu số tài sản còn lại do các đối tượng chiếm đoạt. Nhằm động viên khích lệ tập thể ban chuyên án, Giám đốc Công an thành phố đã gửi lời khen ngợi và thưởng nóng cho cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia phá án về thành tích xuất sắc trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Phú Minh Hậu, 35 tuổi, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại phòng trọ trên địa bàn phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, đội cảnh sát ma túy Công an quận đã bắt quả tang đối tượng Hậu khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét nơi trọ của Hậu, lực lượng chức năng thu giữ 7 gói ma túy đá, một roi điện, trên 7 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ dùng để phân chia và sử dụng ma túy. Khai nhận với cơ quan công an, Hậu không giao tiếp với những người xung quanh mà chỉ bán ma túy cho những con nghiện thân quen và giao hàng ở những nơi vắng người. Chiều ngày 30 tháng 4, tại nút giao thông cầu vượt ngã ba Huế, xe máy do ông Nguyễn Dũng, 44 tuổi, trú quận Liên Chiểu điều khiển, chạy từ hướng đường Trường Chinh lên cầu vượt ngã ba Huế thì xảy ra va chạm với xe bồn do tài xế Lê Văn Thông, 45 tuổi, trú quận Thanh Khê điều khiển, lưu thông cùng chiều. Hậu quả, ông Dũng và xe máy bị cuốn vào gầm xe, kéo lê một đoạn dài và tử vong ngay sau đó. Sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông, tài xế xe bồn đã đến công an quận Thanh Khê trình diện. Khoảng 10 giờ sáng ngày 30 tháng 4, tại khu vực rừng trồng thuộc khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà đã xảy ra cháy rừng. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố đã nhanh chóng điều 5 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy nằm trên núi, diện tích cháy rộng nên đã gây khó khăn cho việc chữa cháy. Đến 12 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử và tuyên phạt 3 bị cáo gồm Hồ Thị Nga 15 năm tù, Trần Đình Chiến 7 năm tù, Đặng Thị Tình 3 năm tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ đầu năm 2009 đến năm 2016, Nga cấu kết với bị cáo Tình, nguyên là cán bộ quản lý đô thị huyện Hòa Vang. Các bị cáo tự đưa ra các thông tin gian dối là có khả năng xin cho bị can được hưởng những tình tiết giảm nhẹ hình phạt và xin được bố trí tái định cư, cùng các thủ tục liên quan đến nhà đất để lừa đảo chót lọt 32 vụ, chiếm đoạt số tiền hơn 17 tỷ đồng. Bị cáo Chiến nguyên là công chứng viên, mặc dù đã nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động công chứng, nhưng vẫn cấu kết cùng bị cáo Nga để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 700 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, tình trạng các xe du lịch cỡ lớn đậu đỗ đón trả khách tại khu vực trung tâm thành phố đã gây nên tình trạng ùn tắc giao thông, mất an toàn và mất trật tự mỹ quan đô thị. Mặc dù các lực lượng chức năng đã vào cuộc giải quyết, song tình trạng này đến nay vẫn tái diễn. Tuyến đường Trần Quốc Toản, hàng ngày từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, những chiếc xe du lịch cỡ lớn xếp hàng hai bên đường, thậm chí dừng trả khách ngay giữa lòng đường, gây ra nhiều bức xúc cho người dân tại đây. Vì lợi thế của cái mặt tiền 36 Trần Quốc Toản này là tương đối rộng và đặc biệt lại gần với nhà thờ, cho nên là tài xế thường xuyên đậu ở đây, đôi khi còn gây khó dễ cho nhân viên bảo vệ của tòa nhà. Tại một số khu vực khác như đường Hải Phòng, đường Ngô Gia Tự, v.v. cũng xảy ra tình trạng tương tự. Mặc dù các lực lượng chức năng đã cắm biển và xử lý, nhưng tình trạng này vẫn chưa được ngăn chặn. Hôm nay là bữa nay có thêm một cái tuyến xe buýt đi ngang, cho nên là xảy ra tình trạng là kẹt xe liên tục. Có những trường hợp là xe cấp cứu về là vẫn bị kẹt. Nên là có cái chỉ đạo của quán triệt trong cái công tác tuyên truyền vận động, nhắc nhở các cái tài xế lái xe để mà có cái làm như thế nào đó, phải có cái chấp hành nghiêm, không có tình trạng là chống đối. Tình trạng xe du lịch gây ách tắc tại các tuyến phố đang dần cho thấy hạ tầng giao thông chưa theo kịp sự phát triển của ngành du lịch. Đề nghị các ngành chức năng của thành phố sớm có biện pháp giải quyết chấn chỉnh tình trạng mất an toàn giao thông tại một số tuyến phố trung tâm của Đà Nẵng. Chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.